Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta cảm ơn các bạn. Amen. Amen. Chúa luôn các bạn. Thế là mỗi một năm đời trong chúng ta sẽ đến chúng ta, Chúa muốn chứng tỏ chúng ta là ai của chúng ta. Chúng ta có ngàn có quyền năng gì của đời chúng ta, chúng tỏ cho chúng ta biết rằng không có gì khó quá cho ngài. Chúng ta nắm lấy chặt Chúa từ để ngài rời khỏi đời ta. Cảm ơn Chúa. Và sáng nay tôi muốn là tiếp tục sứ điệp mà tôi đã chia sẻ về cải tượng. Và tôi muốn có tác lại những cải tượng mà chúng ta đã nghe thời gian qua để năm nay hôm nay chúng ta có mất thời gian trong cái cải tượng. Bây giờ bảo là thực hiện cho ông bạn. Chúng ta đã nói đến là người lãnh đạo và theo ý Chúa. Bảy lý do người tốn đánh nhìn lãnh đạo. Thứ nhất là họ không biết mình có thể lãnh đạo ai, chúng ta đều có thể trở thành người lãnh đạo cả. Chúng ta được sinh ra từ lãnh đạo. Khi mà ai sai chúng ta sẽ phản phục mình, chúng ta muốn trở thành lãnh đạo. Rồi nhiều người nghĩ họ không có khả năng để trở nên lãnh đạo. Không biết mình là lãnh đạo và nghĩ mình, thứ hai là không nghĩ mình có khả năng lãnh đạo. Thứ ba, nhiều người sợ rằng lãnh đạo sẽ bị lên án và người khác ghét bỏ mình. Và thứ tư là nhiều người không muốn mình bị coi thường, gia đình mình bị coi thường hay là người khác ghét mình. Thứ năm, hầu hết nhiều người quá ích kỷ với lãnh đạo, chỉ nghĩ đến mình và không nghĩ đến người khác. Lý do thứ sáu là công việc hầu của Chúa không được đánh giá cao, nhưng mà trả lương thấp cho nhiều người không muốn giúp đỡ. Và thứ bảy là họ không có người dìu dắt để họ để trở thành lãnh đạo. Thứ hai chúng ta nói đến là mọi sự lệ thuộc vào lãnh đạo. Chúng ta nói đến tầm quan trọng của lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo là tất cả, nếu trong gia đình chúng ta mà người chồng không lãnh đạo gia đình, không có một cái cải tượng cho gia đình của mình, thì gia đình đó sẽ rất là nhiều cái sự lộn xộn, rất là nhiều cái đau khổ. Thiếu thốn tiền bạc và gia đình đầy cái sự xung đột bởi vì không có lãnh đạo mà thôi. Và cái động cơ lãnh đạo chúng ta nói đến và ở đây dựa trên cái thánh, chúng ta lãnh đạo chúng ta là chim của Chúa để chúng ta nghe Chúa dẫn dắt người khác là dê chuyên môn là những con chuyên môn tội phá và chúng ta nói xấu đến để mà có những người lãnh đạo đến chỉ lấy lãnh đạo được. Do đó thấy những người lãnh đạo hối lộ và tất cả những người có người họ muốn nhận lấy và cho mình nhưng không có cái phước phận là sao để cho người ta được tốt đẹp cho người lãnh đạo đem đến cái tốt đẹp cho người khác. Và chúng ta nhắc đến cái phần quan trọng của cải tượng và cách hoàn thành cải tượng. Kinh thánh cho chúng ta biết được cho chúng ta khi mà nơi nào không có cải tượng thì nó tiến sóng phó tướng hay là nơi nào không có cải tượng thì nơi đó sẽ lộn xộn xảy ra. Tức là không có cải tượng thì nơi đó không có một cái gì tốt đẹp trong tương lai. Cho nên ở trong gia đình chúng ta cần phải có cải tượng cho gia đình. Tôi nhớ ở Việt Nam mà khoảng sau 75 thì gia đình tôi muốn vượt biên thì ba tôi là cái người giống như là ông thúc đẩy cái này đi biên. Bởi vì ông con cái một cài và ông muốn đi lính. Cho nên ông một cách để mà lúc đó tôi chuẩn bị và tuổi để đi lính ở Việt Nam thì bà tôi muốn đi lính vượt biên. Mẹ tôi thì lại không muốn con đi bản thân. Mà tôi nghĩ là con rất là biển giữa biển còn ai bơi như tôi đổ mấy cũng không được. Nhưng bà rất là sợ nước và không muốn bơi mà bà còn mẫu giá là sao phải vượt biên. Nếu không có cải tượng về vượt biên ngày mai hay không có bà cải. Cho nên là một người ở trong gia đình là người là chồng, người vợ, cha, mẹ chúng ta cần có cải tượng để dẫn đưa mình đến với vợ của mình. Và nếu chúng ta không có cải tượng để cái con cá mình nó sống nó muốn làm thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống của con cá chúng ta nó sẽ không có sao. Và để trở thành một người mà có cải tượng chúng ta phải chúng ta không thể nào sống mà bê bối khi con cá mình sống được. Cho nên đó là nó sẽ một người lãnh đạo đó là cái khuôn mẫu và cái gương để cho người khác đi theo. Cho nên tầm quan trọng của cải tượng rất là quan trọng cho nên chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta cải thiện.
nếu Chúa có cải thiện cho tôi để làm mục sư thì tôi sẽ không cho những việc làm. Khi mà tôi ăn đến của tôi buôn bán mà ăn kiếm tiền, tôi sẽ từ chối những bởi vì tôi có cải thiện. Cho nên khi chúng ta có cải thiện, chúng ta sẽ biết chúng ta đi đâu và chúng ta sẽ không làm gì. Ví dụ như chúng ta muốn đi từ đây về Việt Nam thì chúng ta sẽ không mua vé từ đây đi qua Mã Lai hay đi qua những gì đó. Cho nên khi chúng ta có cải thiện rõ ràng, chúng ta sẽ không bị lạc lạc, chúng ta không quan tâm, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói ra nó vô cùng khác. Khi chúng ta có cải thiện, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian chúng ta, chúng ta không bỏ lỡ cơ hội. Cho nên khi lượng cải thiện lớn thì chúng ta sẽ không có nhận được cái chúng ta không phí thời gian cho những người vô ích. Những người mà không cải thiện họ thì thường làm những việc vô ích. Nhưng mà khi chúng ta có cải thiện rồi, chúng ta sẵn sàng trả giá cho cái cải thiện. Và khi mà cơ hội đó, chúng ta nắm lấy cơ hội đó, chúng ta đi tới nó mà có cải thiện chúng ta. Ngay cả mà người mà không có cải thiện, gia đình mà không cùng một cải thiện, chúng ta sẽ khó có thể nhận. Ví dụ như một người chồng thì thích sống cuộc sống đầy đủ, gia đình là sao hạnh phúc. Người vợ thì thấy người ta có một xòa, người ta có nhà, người ta có điện thoại mới và mình muốn thì không thể nào chúng ta có thể sống chung nhau. Bởi vì chúng ta có thể được. Khi mà chúng ta có thể được và chúng ta cùng thể được chung với nhau thì cuộc sống trở nên rất là bình an, rất là đạt thế nào. Cho nên thể được đó là điều rất là quan trọng của cuộc sống của chúng ta. Và để trải giá sống của thể được là cho chúng ta có 5 bước để chúng ta thứ nhất đó là chúng ta cần phải cầu nguyện. Thái tưởng không phải tự động nó có, nó phải được đến từ Đức Chúa. Mà cầu đến từ Đức Chúa chưa hẳn là chúng ta phải làm thái tưởng. Vậy nên nhận Đức Chúa, Chúa chưa chắc chúng ta làm thái tưởng. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa cho chúng ta thái tưởng. Chúng ta viết xuống thái tưởng là quyết định của mình. Rồi bắt đầu chúng ta bước đi hành động thái tưởng của mình, bước đi từng bước một thái tưởng của mình. Chúng ta chờ đến khi mà thái tưởng xảy ra. Chờ đợi thái tưởng nó đến lúc mà nó đến. Không phải lúc nào cái cảnh tượng đó cũng sẽ xảy ra liền mà chúng ta mới trả lời. Và cái tiếp theo cuối cùng thứ năm đó là không lo sợ. Nếu mà đây là điều yêu chúng ta, muốn chúng ta làm thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cho nên đừng có sợ hãi, đừng có lung lay, không lo sợ, không đánh mất quyết định. Và từng rồi là chúng ta nói đến là muốn đạt được cái cảnh tượng, một trong những rất là quan trọng của cảnh tượng đó. Nếu chúng ta là học sinh, chúng ta muốn đào vào trong đại học và có bằng đại học thì một cái điều chúng ta phải từ bỏ những sự thích chúng ta, từ bỏ đi chơi, từ bỏ ăn đi vân vân, tất cả những cái chúng ta đọc cho mình cảm thấy cái cảm của mình tốt như là chúng ta muốn đạt được, chúng ta phải từ bỏ, chúng ta từ bỏ những sở thích, từ bỏ những gì đó của chúng ta đam mê để chúng ta có thể đạt được cái cảm của chúng ta. Và cái đặc tính của một người mà từ bỏ chính mình là họ có cái bông trái trong đời sống của họ. Có nghĩa là nếu chúng ta là một người mà có thể được thì chúng ta không có đời sống tốt thì chúng ta không thể nào mà dẫn dắt người khác được. Và các mình thấy đời sống trong đời bỏ họ mà theo chúng ta. Cho nên chúng ta có thể được nhưng mà chúng ta không có đời sống. Cái đời sống, chính cái đời sống đó là cái inspiration hay là một cái cảm hứng để khác người ta. Cho nên cái người có cải thiện, chúng ta có một cái đời sống và qua đời sống con cháu cho nên có một sự đam mê, có một hướng đi tới và chính sự đam mê là thôi chúng ta phải đẩy sự đam mê tới và sẽ có người thấy được chúng ta có đi với chúng ta. Và đây là điều rất là quan trọng, chúng ta cần phải chú ý cho đời sống mình. Cho nên sự từ bỏ chính mình, từ bỏ những đam mê, từ bỏ những tội lỗi, từ bỏ những cái gì mà hướng lớn đời sống mình để chúng ta có thể tập trung. Tôi nhớ là một số năm trước tôi gặp một em này và tôi nói chuyện với cái em này và tôi hỏi những cái con học ở đâu và nó nói là con học ở trường này và tôi hỏi con làm gì thì nó nói là sáng thì sớm 5 giờ mấy tôi thức dậy, 6 giờ con có mặt đầu bơi tới 7 giờ xong trở về nhà con ăn sáng xong rồi con được được vô cùng xong là 3 giờ về con chờ con bơi tới đây. Con tại sao con làm gì? Chúng ta trở thành một nhà bơi lội Olympic. Ông bảo nó muốn 13 lần được. Ngay cả 13 lần muốn cũng có thể thường mà nó sẵn sàng từ bỏ những sở thích của nó, từ bỏ những cái đó. Tại sao nó có thể thường những ước mơ của nó muốn đạt được làm
chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta tay chúng ta khải tượng của Chúa để làm sao chúng ta sống cuộc sống có thực sống cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta sống cuộc sống sống bởi vì chúng ta chấp sự chúng ta qua đời mà trước lúc chúng ta nằm trên giường chúng ta qua đời chúng ta không có làm. Quý vị hôm nay chúng tôi rất nhiều người lớn tuổi họ sống vì những quá khứ và trong quá khứ họ hối hận vì những gì họ không làm và những gì họ đã làm. Có những người họ hối hận bởi vì họ đã làm sai mà họ cố thế mà không nhớ mắt được. Có những người họ hối hận là bởi vì đó đặt những gì đã để họ làm cho người này cho người kia cho người đừng cho người nọ cho họ và họ không cố. Cho nên khi chúng ta có cảm tưởng khi chúng ta nhớ mắt được rồi chúng ta cảm thấy là mình đã đạt được những gì mà mình đã chưa đạt được. Cho nên thái độ đó là một cái rất là quan trọng và trong những lãnh vực mà chúng ta từ bỏ chúng ta từ bỏ đường đi bất khả tư nhé. Chúng ta từ bỏ khi mà người đeo thái độ sẽ bị chuyện mà mình đấu hơn và mình khó phục nữa chứ. Chúng ta phải để một đường đối đường để đảm bảo được bây giờ mình đấu hơn. Có người đeo thái độ đấu hơn. Tôi vừa nghe là tối hôm qua tôi có chuyện với một cái em này ở tại cần đuổi thì thân. Có câu hỏi lớn là trong gia đình của em nào thì tình cờ tôi được nghe câu hỏi về cái vấn đề này. Thì trong giai đoạn này trong chuyến đi tôi qua bên Brisbane, New Zealand, chúng tôi gặp nhau chúng tâm lý và em có hỏi tôi rằng em muốn hỏi Chúa về đây là phần của em không và đây là phần của em. Và tôi nói Chúa không có yêu tôi không nói được nhưng mà hãy cầu nguyện đi. Và trong lúc tôi cầu nguyện nắm tay như này và nắm tay cái kia nó mất rồi nắm tay như này nắm tay kia rồi nghe và cuối cùng hai đứa làm cưới mà tôi thấy từ nghe tin mà tôi nói chia tay sẽ làm này Chúa sẽ cho chúng ta cải tưởng nhưng chúng ta phải mất cải tưởng bởi vì sao bởi vì chúng ta đi vào bên đời của Chúa và chúng ta có cải tưởng bên đời chúng ta cần phải có cải tưởng thưa xin thưa tất cả anh em chúng ta nếu vợ chồng chúng ta không cùng cải thiện chúng ta sống không được một người muốn hầu chúa người không muốn hầu chúa nội gia không đủ cái gì một người thích ban cho cái chút đỡ người khác không được không chỉ tiền bạc không chỉ cái đó vợ chồng chúng ta cần phải cải thiện với nhau cùng nhau hầu chúa cùng nhau tiến tới với chúa và do đó đây là câu chuyện mà chúng ta phải cần làm biết được ai chưa được cho nên là khi mà chúng ta cái lĩnh vực chúng ta từ bỏ là sự giác phạm từ bỏ suy nghĩ tiêu cực về là về công việc của chúng về nhau chúng ta không nghĩ chung nhau chúng ta luôn nghĩ tiêu cực thì chắc chúng ta nghĩ chung nhau được xin bỏ từ bỏ lời nói đọc ác lời nói mà thấy là tổn thương nhau từ bỏ những cái đam mê lạc thú của cái này và những bạn bè đối với những bạn bè của chúng ta là những người anh nhớ là có nhiều người có khả năng học rất là giỏi nhưng mà có những bạn bè đối chơi cuối cùng là bỏ. Cái đó những bạn bè những môi trường của chúng ta khiến cho chúng ta không thi bên cạnh được. Cho nên có những số bạn bè chúng ta phải rời khỏi họ. Và có những khi mà cái thái độ chi tiêu chúng ta phải rời bỏ công việc làm và chúng ta đôi khi chúng ta hy sinh rời bỏ gia đình để trong những khoảng thời gian nào đó chúng ta bỏ chứ. Những thái độ của tôi cho sự công việc của đáng tin đó là tôi phải trả giá là đời sau họ thắng đời sau được và họ cũng bị phải và phải không phải nhưng mà phải cảm thông với tôi cho nên là từ bỏ những việc làm những ý riêng như chúng ta hay nhờ sức riêng và nhờ sức chúa và hôm nay tôi muốn nói với chúng ta cái khải tượng của chúa trời bởi vì chúng ta cần biết khải tượng của chúa là thế nào để khi cái khải tượng chúng ta cân bằng tập còn không thôi chúng ta sẽ có khải tượng riêng của mình và chúng ta sẽ mong muốn đạt thành những gì của mình. Đó, khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta chúng ta sẽ được nói ở trong sách Ê-sai đoạn 6. Chúng ta sẽ coi từ đây đi và tôi sẽ chúng ta thấy Ê-sai đoạn 6. Vào năm vua Hô-sia băng hà có thấy Chúa ngồi trên ngai cao cả tôn
sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che thân, chân và hai cánh của bạn. Các sư vương đội nhau và hô lớn lên thánh hai Chúa và quân xin quan ngài đại lễ phật tích. Thì chúng hô vang then cài lên ngưỡng cửa rung chuyển và đền đầy lễ thối. Đó cứu nạn cho tôi. Tôi chết mất thì tôi là người có môi vẫn hiểu, sống giữa một dân có môi vẫn hiểu. Vì mắt tôi là thấy vua Chúa và quân. Bây giờ trong các là sẽ thêm bay đến tôi tay cầm than lửa đỏ và dùng chắp nuôi bàn thờ. Xin phim đó sờ vào miệng tôi và bảo này, cái này đã đụng đến môi ngươi, lỗi ngươi được tha, được xóa tội ngươi được tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sang ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa, dạ có, tôi đây, xin hãy sang tôi. Có chuyện nói đến điều gì? Joshua, đổi phải sai, năm mà mua, Osir bằng. Osir bằng mua rất là tốt, nhưng không đã, chết. Và Esai phục hẳn bởi vì một vị vua tài đức đã qua đời. Và ông trong những lúc đó thì ông bảo mình thờ của Chúa, ông thờ của Chúa, và trong lúc ông thờ của Chúa, Chúa hiện diện. Chúng ta của Chúa hiện diện. Và trong sự liên quan thì diện của Chúa, ông nhìn thấy được mình, ông là chuyên viên. Nhưng ông nhìn thấy mình là người tội lỗi. Ông nhìn thấy được cái miệng mình, môi mình dơ dãi, nói gì cũng tốt. Và ông nhìn thấy cái miệng mình ô uế. Và ông mới xâm lợi được cái chết. Bởi vì Chúa đã xác quyết mà khi mà chúng ta tội lỗi cái phần nào thì chúng ta giống như một cốc nước chúng ta thảy vào rửa cho mình bốc hơi. Cho nên ông thấy cái môi mình dơ dãi, khi mà nói mình ô uế và ông nói mình chết rồi. Và ông nói với chúng mình khốn nạn, tôi chết mất thì tôi có môi vẫn hiểu, giữa một nhân có môi vẫn hiểu. Thì mắt tôi là thấy vua Chúa và quân. Nó rất khác. Chúng ta chỉ khi nào chúng ta thấy được Chúa, nó sẽ nhận đến bước tiếp tiến và chúng ta thấy được. Chúng ta cần phải ngắm xem được. Chúng ta ngắm xem tinh hoa của Ngài để con thấy được. Nào, khi mà Thiên Sứ đến và lấy lửa trong bàn thờ đặt vào trên môi của ông và nó làm lỗi người đã được xóa. Của người đã được tha thì nó không nhận được Chúa. Tiếng của ba ngôi Đức Trời nói với nhau thế nào? Và ông nói là ông chỉ cần là tôi nghe tiếng Chúa phán ta sẽ sang ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Ông nghe tiếng của ba ngôi Đức Trời nói với nhau này, ta sẽ sang ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta, ai sẽ đi người đáp giảng của thần, ai sẽ nói cái dân này anh đang trở về, ai đem đến cái sự việc gì mà bình an sẽ được vui mừng, sự việc cứu độ cho dân này. Và Esai nói, dạ có con đây, xin hãy sai con. Cái gì khác nhau của Đức Trời là gì? Là Chúa linh hồn. Khác nhau của Đức Trời là gì? Ngài muốn cho con được học được Chúa. Thì thánh là Chúa, Ngài không muốn một ai bị mất, nhưng muốn mọi người được Chúa. Ngài muốn cứu có những gia đình không nhân đổ vỡ, Ngài muốn cứu họ. Cứu những đứa con ở trong xì xích của ma quỷ, trong xì ke ma quỷ. Cứu cho những con người mà họ đi, họ sống không có mục đích, họ sống trong tội lỗi. Trong những nhà chúng muốn đến những người tội của Chúa. Và chỉ khi nào chúng ta thấy được Chúa, chúng ta mới thấy được cái nhu cầu của người sao. Và Chúa mới sai chúng ta đi. Và ngày hôm nay cũng giống như vậy. Chúa đang hỏi quý vị và tôi nằm ở đây rằng ta sẽ sang ai đi và ai sẽ đi với bạn. Quý vị không? Nếu Chúa không mở mắt chúng ta, chúng ta sẽ không cảm thấy sự cần thiết cha mẹ chúng ta được không? Nếu Chúa không mở mắt chúng ta để chúng ta hiểu một chút lòng chúng ta sẵn lòng chúng ta cha mẹ chúng ta nghe chúng ta nhà đó, nếu họ không có Chúa Giêsu họ không vào cái hồn nữa. Nếu chúng ta tháo mắt chúng ta nhìn thấy bạn bè xung quanh chúng ta, những người thân chúng ta, nếu họ không tin Chúa, họ sẽ không được. Nếu chúng ta tháo mắt chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta, dân tộc chúng ta cần được Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sống những ngày tháng còn lại. Ăn uống vui chơi, và nghe mạng xã hội đó, rồi sao chẳng hạn là chứ không hạn. Nhưng mà sáng nay tôi cũng cầu nguyện Chúa mở mỗi người chúng ta để nhìn thấy có gì
Chúa Giêsu đang thật sự cứu độ. Quý vị biết cái bài hát mà hồi nãy chúng ta học hát là biết dâng lên cuộc đời cho Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu. Cái bài hát đó mà mỗi lần tôi đi lo mạng lao, tôi nhìn trên bài hát và khóc, còn nằm cũng đất để mắt một cái dài. Bởi vì sao tôi đi người Việt Nam đi qua mạng lao làm lao động, họ rút vào cái cờ bạc, họ rút vào trong 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 đánh lộn và họ làm những việc rất là tội bạc. Nhưng mà khi họ được Chúa cứu họ, tôi người mà bước vào trong cái tội lỗi của cậu về đó thì họ sẽ tội. Bỏ hết bài hát này trong sự khóc lóc, biết dâng lên cuộc đời của Chúa Giêsu và mong muốn rằng cha mẹ anh em mình được cứu và tái căn nhà mình ở chưa ai nghe cơ mà nó và họ mong rằng sẽ có một nhà thờ nào đó mọi người đó để hàng sống được cứu và họ làm cái tiền để mà cái tiền của họ để trở về để giúp đỡ cho một người mục sư, cho một người giáo sĩ nào đó để đi dạy mà cho cha mình ăn hay mình và làm sống được. Họ có gì đã xây sửa trong nhà họ lại để căn nhà họ thành điểm nhóm để lại nơi đó gia đình của họ, cha mẹ em họ trở thành người hướng dẫn cái điểm nhóm đó. Tôi thấy là tôi có số người trong cái tài công an chàng người đang bán ra chúng ta làm gì được mà một người bố chúng ta mỗi lần nhắc và như vậy nhà này có rất nhiều người được cứu, một người được cứu, căn nhà được cứu, hàng xóm được cứu, cầu thang được đẩy. Nhưng sao hôm nay tôi cứ không phí thời gian chúng ta không bị vô bổ mà chúng ta sẽ hai mình xuống cầu nguyện Chúa ơi tại sao mình cứu cha mẹ con, để cứu con để cứu cha mẹ con, để cứu anh em mình và chúng ta sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ làm việc trong lòng của họ, Chúa sẽ thay đổi lòng họ và Chúa sẽ đưa người đến nhà của mình và Chúa sẽ làm cho lòng họ được mở ra và họ được thay đổi. Và nếu chúng ta có sự đỡ thay, chúng ta đi hỏi đê, có sự tư chúng ta có biết rằng là chúng ta là một mặt mẫu, chúng ta đi hỏi đê. Thay vì chúng ta đi hỏi đê, một năm chúng ta đi hỏi đê, chúng ta dùng cái thời gian đó chúng ta đi tìm giáo. Chúng ta đi đến những nơi là gia đình của mình và để nói, chia sẻ lời Chúa, rủ một cái đoàn phát mẫu khác của mình. Anh chị em, một sư, ai đó, tôi muốn ghé thăm gia đình của tôi và làm chứng gia đình của tôi trong họ. Chúng ta mở buổi ăn tiền và ăn và sáng cái cơ hội chúng ta làm chứng và làm chứng gia đình. Đúng năm nay, cứ mong năm 2024 năm này chúng ta sẽ bước ra truyền giáo và có một chuyến công. Khi Chúa Giêsu với Chúa Trời có khải tượng cứu nhân loại và cái thánh tượng chúng ta biết vì Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu có thể ai tin ông ấy không bị hư mất mà được chúng ta được tốt. Để ý chuyện này vì cứ cái trò chơi chơi thế gian lớn nổi đã tạo cứ cái trò yêu chúng ta lớn nổi ngài Chúa Giêsu sống thế gian này bằng cách trả giá là bỏ tất cả những chúng ta ngày xuống và ngày trở thành con người sống ở giữa con người. Ngài bị xỉ nổ, ngài bị chê cười, bị chống đối rồi ngài bị đánh bạc, ngài chết trên mặt thế gian. Tôi hỏi chúng ta một điều, cái gì có bao giờ bỏ tiền một số tiền thật lớn để mua một món đồ không giá để mình trong lúc này tôi sẽ bóc sự giá đầu tiên ở đây bằng 5 đô ví dụ bỏ tiền 5 đô để mình chơi thích thì tăng lên 5 đô anh mua 5 đô. À, giờ tăng lên 100 đô thì bỏ tiền mua. Thế 500 đô có ai can đảm, có ai mà làm anh hùng mua cho nước 500 đô? Nhưng giờ tôi không thích. Ai mua được không? Mình có hỏi.
máy. Tôi hỏi anh Hồng người đó. Thôi iPhone này sẵn sàng lấy iPhone này cho anh. Có ai sẵn sàng đổi iPhone 15, 2000 máy để đổi lấy chai nước này không? Cái chai nước này có thể không? Không, không, không. Không lẽ chạy như thế. Nhưng mà iPhone có giá trị không? Có giá trị mỗi cái tiền có giá trị. Đặt cái giá trị như thế này. Nếu quý vị không có giá trị, liệu quý vị phải đánh đổi chứ xung quanh cho quý vị sẽ tham gia. Hãy xin được hỏi. Là có người bảo ai? Chỉ có người bảo ai? Người đó chẳng. Những con người, những con người mà lúc nào cũng sống trong đam mê gì của thế gian này, thích sống trong bóng tối. Nhưng mà tôi đánh đổi Chúa Giê-xu để đạt được cái điều gì vậy? Bây giờ mình thấy được cái gì? Chúa Giê-xu bằng lòng bỏ tất cả khi là xuống thế gian này đến con người, ngài ở dưới nhân loại này. Sống giữa những vật bị người ta không được, cái đấng tạo hóa bây giờ bị cái đồ thọ tạo chết đi chết rồi. Tại sao Hồng mua đa quan người lâm nhỏ mua đồ thấp hơn? Chắc chắn bây giờ là mua đa quan. Thì nó mua hàng vô đồ mới. Cho nên nếu như là Phật yêu chúng ta, ngày sau ngày sống với nhau mình chết thay chúng ta. Yêu chúng ta đến mức độ nhưng mà ngày sẵn sàng chết thay để cứu chúng ta, để không cứu chúng ta vào trong hồ lửa đời đời mà ngày ban cho chúng ta sẽ sống đời đời, chắc chắn chúng ta phải có rất giá trị với Chúa Trời. Ngay trong đầu tiên ông bổ ra anh chị rất là có giá trị với Chúa. Và đó là tại sao Chúa đến và Chúa cứu chị. Nhưng mà trong khi chúng ta không thường mình, nếu chúng ta là một cái người thông minh đủ thì quyết đủ, chúng ta sẽ không bao giờ đổ cái iPhone để chạy nước. Và chúng ta cũng hiểu thông minh để hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến mức độ nào để sẵn sàng chết vì chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được Chúa chết vì chúng ta rồi đó, thì chúng ta hiểu được chúng ta phải sống làm sao. Đó là khác đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Chúa Trời của chúng ta. Ngài không muốn mọi người chết mất, chỉ muốn mọi người biết chân lý và được cứu rỗi. Nhưng mà thầy của Chúa Sư là gì? Chúa Sư nói rằng con người đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Tôi không biết ai chúng ta ông sắp đến này, ông vào bắt đầu ông thu tiền của ta, và
ông nghe về Chúa Giêsu và ông muốn đến gặp Chúa Giêsu trong đại lễ tân ước. Ông là thấy Chúa bình bạch nào, ông biết thật là ông muốn thấy Chúa Giêsu. Cho nên đó Chúa Giêsu nghe qua con đường đó, ông leo lên cây sung để ai đi hái được rồi biết mình nghe được cây sung cây sung cây sạch đó, thì leo lên cây cây sung đó và ông để gặp Chúa. Thì Chúa Giêsu đi ngang qua và Chúa Giêsu thấy nước mắt của mình ông và Chúa bảo ông sa trên hãy xuống mau vì hôm nay ta sẽ ghé lại nhà của con. Ông trên mình quá chạy xuống và mời Chúa Giêsu vào nhà. Mọi người lúc đó bàng hoàng, tại sao Chúa Giêsu vào nhà người có lỗi? Các anh này là anh không về cái phường giống như là xót xa nhất trong xã hội, họ lường gạt pháp luật, khó là được của người tôi là phản bội của đất nước của mình, tiếp tay với những người Nam Hạ để trục lợi. Tại sao Chúa Giêsu nhận được? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu vào nhà và ông nói rằng Lạy Chúa, đây này, con sẽ phân phát nửa gia tài của con cho người nghèo khổ. Và nếu có bất luận ai Chúa Giêsu nói sẽ trên ngày hôm nay sự cứu rỗi cho tàu nhà này vì người cũng là con cháu của Abraham. Quý vị ơi, khi một người được cứu thì người đó sẽ làm cái điều tích lợi cho người khác, nó thay đổi đời sống của nó và người ta trở thành người sống tích lợi. Ông này nào giờ đi thôi 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 nhưng khi ông gặp Chúa Giêsu rồi thì ông lấy phân nửa cho tặng cho mình chỉ cho mình đó. Còn hai ông đã lợi dụng được tiền bạc ông bỏ được cái phúc để nuôi đỡ con đó. Ông không có tình cảm như thật để ông sợ cái gì. Tại sao chúng ta phải cần đi ra rao giảng thế nào? Chúa Giêsu đừng có nói cầu nói đặc biệt thế này vì con người đã đến để và cứu trợ chúng ta. Chúa Giêsu nói là tiền sẽ cứu được chúng ta. Và khi người nào cứu mất tiền bạc của Chúa là cuộc đời thay đổi, gia đình con thay đổi, hàng xóm con gần con sẽ thay đổi. Và đó là điều chúng ta cần phải đến tin lành. Chúng ta có khái tượng về những người gì không? Còn khái tượng của Đức Thánh Linh là gì? Khái tượng của Đức Thánh Linh là ban chúng ta quyền năng để chúng ta làm thành khái tượng mà Chúa Giêsu cho mình. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời và Ngài nói với các môn đệ của Ngài là Ngài sai môn đệ của Ngài, Ngài nói là tất cả người của Chúa Trời đất được giao cho ta, hãy đi kiếm môn dân cho nên môn đồ ta này, hãy dân danh Đức Chúa Cha với Con và Thánh Thần và bắt em cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta truyền cho con. Luôn ở với con chúng ta. Chúa Giêsu muốn nói đến điều gì với ta? Khi sau khi Ngài thăng thiên về trời, thì Đức Chúa Trời ban Chúa Thánh Linh xuống trên chúng ta và Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta. Cho nên đó là thái độ mà Thánh Linh Chúa nhiệm vụ Thánh Linh Chúa Thánh Linh giáng xuống trên nơi những nơi sẽ nhận lấy quyền phép và nhân chúng trời ta và trao giảng của Chúa Giêsu sẽ sau đây đến tận chúng ta. Thánh Linh của Chúa là đấng chỉ cho các sứ đồ phong lưu. Khi họ muốn đi lớn đã dùng cách này một Chúa thân cảm là người ta ngày đến họ như thế. Cái điều thân của Chúa là người đồng mang mặc lấy quyền phép cho chúng ta để chúng ta giảng cái đồng và ngày đồng thời dẫn chúng ta đến cái nơi mà muốn được đạt. Chúng ta phải tự lấy chúng ta để chúng ta đã muốn ta lấy mất để ban cái gì chúng ta. Chúa Giêsu tìm kiếm người đồng tâm. Thái độ của Chúa Giêsu là bắt tay chúng ta cái quyền này để đi với chúng ta để giúp chúng ta làm việc được. Còn thái độ của chúng ta, con hỏi hôm nay thái độ của chúng ta, thái độ của chúng ta là thái độ của Chúa. Khi mình được cái năng lượng của Chúa,
đã xong để khiến gì cho nó muốn đổ, khiến gì cho đi ra là thế nào? Thế rồi của giờ tôi có xin chút mở không? Thì con biết chưa? Con biết được yêu chưa? Yêu con thế nào và yêu nhân hậu thế nào để con có thể sống một đời sống nhận cái chữ sống của Chúa để con nghe nó nào và chúng ta cũng cho con toàn thể. Thì thánh kinh ta biết rằng khi mà chúng ta đáp ứng theo lời của Chúa, mắt đồ sáng vô tâm thế này, kẻ phán với họ như thế trang giả sẽ làm cho mọi người ai tin và chịu bắt em sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin thì có những dấu lạ này kèm theo sẽ dân danh ta của quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn con tai hay uống nhầm chất độc của con bị hại và đặt tay đi người đồng thì người đồng được lòng. Và các ông bộ chúng ta bị giả tâm hơi Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo làm cho họ. Khi chúng ta đáp ứng và cái thái độ đó là đem lại sự tập hợp từ điều chúng ta sẽ thấy được đó là chúng ta với chúng con đã được chăm sóc cùng nhau rồi. Cảm ơn. Từ buổi sáng nay tôi mong rằng chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, cho chúng con thấy được Ngài, thấy được cái thái độ mà Chúa dành cho con. Chúng ta luôn luôn biết rằng khi chúng ta có khải tượng thì khải tượng chúng ta sẽ tích lũy trên đó. Nếu ba tôi không có khải tượng, tôi quên ngày hôm nay khải tượng không có. Khi chúng ta có khải tượng từ nơi Chúa, chúng ta được tạo được tích lũy trên đó. Amen. Đừng đứng lên mà ngồi. Hallelujah. Trời con đã tin rằng khải tượng của ba ngôi Đức Chúa Trời cho nhân loại và trong đó Ngài đến là Ngài đến tìm cứu chúng con. Chúng con cầu nguyện Ngài xin chặt mở mắt chúng con để con gặp được Ngài giống như cây sai đã gặp được Chúa và ông đáp ứng sự kêu gọi của Chúa khi ba ngôi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ sẵn. Và ông nói với Chúa là có con đang xin hỏi sẵn không? Ông nghĩ là tới đây chúng con các chú đang tại đây rồi, con các chú đang được online hay là sự kiện nào, con muốn cho họ có con khải tượng về sự cứu rỗi của Chúa cho người thân của mình. Được cha mẹ cho anh hay là cho con cái chú đồng bọn. Họ có khải tượng mong được thấy được người thân của họ ở Việt Nam là nơi nào đó tin là Chúa. Và những con người này cho nên được họ được nào. Bầu thánh của chúng con ở đây, rồi đại tượng của chúng con ở đây. Và chúng con muốn bầu thánh của Chúa lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng để đời sống của chúng con ảnh hưởng cho người thân chúng con ở đây, ảnh hưởng cho người thân chúng con ở Việt Nam và nơi nào họ sống và ảnh hưởng cho cả chúng con ở đây. Chúng ta chúng con cầu nguyện rằng chúng con nhận cả đời, tiếp nhận cả đời từ chúng ta không có mặt ở đây, chúng ta không nói chuyện. Có muốn khải tượng của con là khải tượng của Ngài. Lòng của Ngài có khải tượng từ gì trong cuộc đời của con. Và nó phù hợp với khải tượng của Ngài xung quanh của con. Vì vậy, chúng ta sẽ cầu nguyện. Và Chúa sẽ cho mỗi chúng ta là một cái gì. Sẽ tiếp tục trong đời của Chúa và sẽ cho mình. Hãy đưa ta lên Chúa. Con khao khát được thì ta cho con đạt được. Con khao khát được Chúa Chúa khải tượng. Chúng ta nơi sau Chúa cũng nhìn thấy được người thân con được Chúa. Và xin thưa chúng ta, khi chúng ta có thể được của Chúa rồi thì chính Chúa là lãnh đạo và xin chính chúng ta là Chúa. Chúng ta có thể được của Chúa rồi thì không có ai để cản trở chúng ta, ai chống đối chúng ta, ai để cản trở chúng ta. Và được Chúa bảo thì chúng ta ai để cản trở chúng ta. Xin chính chúng ta được là chìa khóa để đời sống của chúng ta không thể nào biết là không thể nào bị tha bị tách ra khỏi để nó không thể nào bị chặn. Với Ngài trong danh của Chúa Jesus Christ con cầu nguyện cho mỗi ông bà em con buổi sáng nay. Cho nên con cầu nguyện rằng giờ này Ngài mở mắt cho con để con thấy được vinh quang của Ngài giống như là để sao con nhìn thấy vinh quang của Chúa, để rồi con nhìn thấy chúng con có còn của mặt Ngài và chúng con cần Chúa chạm đến
trong ngôi nhà con chưa có ai cứu cả. Chúa ở trong nhà em, chúng ta đừng đến một họ. Con đã được cứu cứu rồi thì con muốn tức là mình đến họ sẽ làm chúng ta. Cho nó còn bị trong danh của Sư Khách Cầu đi ăn dơ tắt lên. Và Ngài thấy được tâm lòng của họ, Ngài thấy được cái tâm lòng của họ thì con cầu nguyện là Chúa ơi, Ngài sức dầu cho họ ngày hôm nay, Ngài đổ thân của Ngài cho họ hôm nay, Ngài ban phước cho họ ngày hôm nay, để cuộc đời của họ đầy ấy sẽ sức dầu đi ra giảng tâm và đến nhiều người nơi phương pháp của Chúa. Con cảm ơn Ngài, nhờ danh Chúa Jesus con cầu nguyện Chúa, không có gì cần nhắc nhở họ bước đi trong khai đường trong sự kêu gọi của Ngài. Chúa hãy dấy họ lên này, hãy sứ cho cuộc đời của họ như này. Hallelujah, để cuộc đời của họ đầu hôm nay trở thành mưa phước cho nhiều người xung quanh. Con cảm ơn Ngài, nhờ danh Chúa Jesus con cầu nguyện cho thánh con ở đây. Hallelujah, chúng con không muốn chỉ tâm lành của Chúa được đối ghé qua trong bao nhiêu người này, mà muốn tinh thần của Chúa được lan ra trong thành phố tốt này, lan ra tại nước tốt này. Tinh thần của Chúa và hậu thánh của chúng con sẽ đi nhiều nơi. Hallelujah. Và tinh thần của Chúa và hậu thánh của chúng con sẽ đi tới đây Việt Nam và đi nhiều quốc gia khác trên thế giới này. Con cảm ơn Ngài, con mong đợi Ngài. Để đến khi Chúa Giêsu chúng con trở lại, con cảm Chúa, con cần phải chịu đánh dấu của con một ngày nhìn thử họ có được sự cám dỗ, một sự tấn công của từng bao nhiêu ngày bảo vệ. Con mong Chúa Giêsu bảo hộ lấy họ, gìn giữ họ, chúng ta họ để không có một điều gì có thể ngăn trở họ bước đi trong sự cứu rỗi, trong thánh thượng của Ngài ban cho họ. Con cảm ơn Ngài. Dù trên Chúa Giêsu cầu nguyện, ai đang yếu đuối, Ngài làm cho họ mạnh mẽ. Những ai không đang mạnh mẽ rồi, họ càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Ai không đã bắt đầu hầu với Chúa rồi, càng ngày họ càng hầu với Chúa, càng kết quả hơn trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cầu nguyện ai con ở đây, và chúng con chưa lập gia đình, con cầu nguyện Chúa cho con người vợ người chồng cùng thánh thượng cho họ bước đi chúng ta. Con cảm ơn Ngài. Và những ai là những vợ chồng chưa cùng thánh thượng với nhau, thì xin Chúa hãy biến họ thành một và cùng thánh thượng với nhau và đi trong sự cứu độ của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cầu nguyện điều riêng và những lời của Chúa và nhân dân chúng ta đáp định cho Satan và ma quỷ bắt đầu từ giây phút này, chúng ta không được quyền đơn đến người này. Tất cả một sự tấn công, một sự cám dỗ, mỗi người chúng ta nghiêm phục họ, ta chặn đứng tất cả công lực của chúng ta ngay này và nhân dân chúng ta cầu nguyện chỉ giúp cho họ vượt qua tất cả những khó khăn, những trở ngại trong đời sống để họ làm trọn những điều gì mà Chúa gọi họ. Còn cao Chúa, còn chân chúng con là Chúa, còn nguyện nhân dân Chúa Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.